Anh Khoa và những người thực hiện chương trình rất vui đang cùng gặp lại tất cả các khán giả truyền hình ở khắp mọi nơi. Và một dịp rất đặc biệt thì chúng ta lại trò chuyện với nhau, chắc hẳn là sẽ khác những ngày thường. Và anh Khoa không biết là Tết quan điểm đối với tất cả quý vị như thế nào, nhưng chữ Tết có ý nghĩa quan trọng lắm đối với cá nhân tôi. Bởi vì là quý vị biết không, đôi khi những cái ngày thường trong năm á, mình chạy xe và mình bâng quơ nghĩ một cái điều gì đó, mình nghĩ đến chữ Tết thôi, mình lại thấy nhớ và rất là thèm. Mặc dù cái cảm giác đó vô hình, không biết nhớ cái gì hết. Và quả thật những ngày Tết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi người ở trên khắp mọi gia đình Việt Nam của chúng ta. Và Tết thì chắc chắn ai cũng mong muốn những điều rất là mới, những điều rất là đặc biệt, ít nhất là đặc biệt đối với chúng ta. Thế thì ngày hôm nay tôi có một cái nhiệm vụ là mang đến một điều rất mới dành cho các khán giả truyền hình. Cuộc đời luôn là những giấc mơ, và đặc biệt những giấc mơ đó sẽ ưu ái hơn đối với những người trẻ. Và ngay bây giờ, trong những ngày đầu năm, nhân dịp Tết Nguyên Đán của Xuân Tân Mão, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái đã bước ra từ giấc mơ của 24.999 thí sinh khác. Và chắc chắn là giấc mơ đó đã chạm được đến trái tim của tất cả chúng ta bởi những biểu cảm bằng ngôn ngữ âm nhạc. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và gặp gỡ trong dịp đặc biệt của Tết Nguyên Đán này thần tượng âm nhạc Việt Nam, Uyên Linh. Lời đầu tiên xin cho Linh được gửi lời chào và lời chúc đến tất cả những khán giả truyền hình ở khắp nơi Tết Tân Mão. Xin chúc mọi người lúc nào cũng nhẹ nhàng và uyển chuyển như con mèo, được nhiều người cưng như là người ta vẫn cưng mèo. Nhất là chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức khỏe và công việc suôn sẻ. Bạn dành hết những lời chúc tốt đẹp cho các khán giả rồi. Đã bao lâu rồi Uyên Linh không được nhận lì xì nhỉ? Thực ra thì cũng lớn rồi, nếu mà tính theo tuổi âm á anh, thì là mình cũng là đã đến năm tuổi của mình rồi, con mèo lên tuổi mèo mà. Thì là 24 với 25 tuổi rồi, có vẻ như là lớn. Nhưng mà thực ra đối với gia đình á, thì mình vẫn là đứa trẻ thôi, và năm nào cũng vẫn nhận được lì xì của ông bà, bố mẹ và các cô dì chú bác. Còn ngày hôm nay thì đến với chương trình vẫn như thường lệ, những ngày đầu năm, những người thực hiện chương trình và cũng thay mặt cho các khán giả truyền hình gửi bạn một bao lì xì đầu xuân, nhiều lộc, nhiều may mắn và nhiều những cái mới đến với mình mỗi ngày, mỗi giây và mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này. Chúc cho bạn một tuổi mới với đầy đặn những điều mà mình mong muốn. Xin cảm ơn chương trình. Thực ra thì người ta hay nói là tới năm tuổi thì mình sẽ bị vất vả và mình sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn. Nhưng mà thực sự thì năm 2010 vừa qua là một năm rất ý nghĩa với Linh. Và Linh dự thi cuộc thi Việt Nam Idol và được khán giả yêu mến và ủng hộ và mình được ngôi vị quán quân. Hy vọng là đến năm 2011 thì đó sẽ là một cái bước đệm để cho mình phát triển trong cái sự nghiệp mà mình lựa chọn. Dù có vất vả và hoặc là có khó khăn một chút xíu thì cái người trẻ như mình á thì cũng vẫn phải cố gắng để vượt qua. Có lẽ chúng ta uống một tách trà để mà khai vị đầu năm ha. Và không biết là năm nay thì bạn đón giao thừa như thế nào? Này, cảm ơn anh. Thực ra thì năm nay là một cái Tết, một cái giao thừa rất là khác. Chắc là anh cũng hiểu là khác ở chỗ nào. Thì năm nay thì là Linh vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm 2010, thì bước ra một cái là đi thi idol, đăng ký dự thi idol. Và sau đó là mình cứ làm cái công việc nó cứ tiếp diễn ra như vậy thôi, thì không có thời gian nhiều á để về cùng với gia đình. Thì năm nay cái đêm giao thừa và kể cả là đêm 27, 28, 29 mình cũng quyết định là ở nhà với bố mẹ. Rồi thì giao thừa mình đi hái lộc xuân, mình đi chùa, rồi về nhà và bố mẹ con cái cùng nhau ăn một con gà luộc. Wow. Và uống một chút rượu để mà khai xuân. Vâng. Đúng không ạ? Năm mới có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Thì mỗi lần mà tới Tết á, cái cảm giác bên trong mình nó rất là khác. Thì nhà Linh thì ở Thủ Đức chứ cũng không phải là ở trong trung tâm Sài Gòn, cho nên là mình càng cảm nhận được cái sự vắng vẻ khi mà mỗi lần Tết đến. Nhưng mà thực sự thì
Người ta nói á, người khôn thì có thể họ sẽ tới những cái chỗ đông, còn ta dạy thì ta sẽ tới những cái chỗ vắng ấy, cho nó đỡ lao sao đi. Cho nên Tết đối với một người như Linh, nhất là đi học xa nhà 4 năm á, nó để lại trong mình rất là nhiều cái cảm giác. Và Tết năm nay thì nó có những cái mới, có những cái kế hoạch ở bên mà mình đã dự tính ở trong đầu. Thì hy vọng là khi ra Tết mình sẽ bắt tay vào việc, suôn sẻ hay không suôn sẻ gì cũng được, mình sẽ cố gắng. Anh Khoa nghĩ chưa chắc hẳn như vậy đâu, bởi vì là đến chỗ đông hay là cái chỗ hơi vắng vẻ là cái sở thích của mọi người, đúng không ạ? Nhưng đặc trưng và dường như đó là cái công việc của người của công chúng là phải xuất hiện ở những chỗ đông người, dù đôi khi cảm thấy hơi lạc lõng một tí hay là đôi khi vẫn chưa thuộc về mình lắm. Khi mà còn đi học ở Hà Nội á, những cái ngày tháng xa nhà như thế, đối với một sinh viên, bạn đã đón những cái Tết xa nhà như thế nào? Thực ra thì là đến Tết, Tết nào 4 năm học xa nhà thì Tết nào Linh cũng về nhà. Và nhưng mà thường thì về nhà ăn Tết xong thì phải ra sớm để mình còn nhập học. Thì những cái ngày mà những cái ngày đầu tiên sau Tết quay lại Hà Nội thì Hà Nội cũng rất là vắng vừa lạnh và mưa phùng nữa. Những ngày đầu xuân lạnh lắm đúng không ạ? Đúng vậy, còn mưa phùng nữa, nó rất là đặc trưng. Và khi mà nó vắng như vậy và thỉnh thoảng mình ngửi thấy những cái mùi nhang hay là mình nhìn thấy những cái cành đào á, thì đương nhiên là mình vẫn nhớ nhà, nhớ cái màu vàng hoa mai, nhớ cái mùi nhang ở nhà mình. Đấy, thì lúc đó thì có lẽ là trong những ngày xuân, những ngày Tết như vậy thì cái cảm giác nhớ gia đình là nhiều nhất. Lòng thiết tha như muốn tiếng